Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn muốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm Tân Sửu ngày này là ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long giờ Kỵ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nham Than từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Cao Trần, giờ Canh Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành nín mệnh, Phú đăng hỏa, ngày Giáp Thìn, tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi màu tuất canh tuất ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao mã đức tinh, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công động thổ sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành sao nguyệt hình sáu mọi việc sao phụ đầu rát kỵ về khởi công động thổ sao tam tang kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng sao dương thác kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng Đông Nam và sau đây mà các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi tý xem tử, tử vi cho thấy bạn tuổi tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ và trong khi nói chuyện với đối tượng mình thích thì với bạn tuổi tý nên kín đáo một chút bí ẩn có thể chính là vũ khí tuyệt vời nhất để cho bạn chinh phục ai đó trong ngày hôm nay thay vì treo đùa mọi người thì với bạn tuổi tý tại sao không chỉ đơn thuần nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi và trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý không được vui cho lắm. Nhưng cũng chỉ là lúc mà bạn nên nhìn nhận mọi việc theo đúng như bản chất của nó. Thay vì cố gắng lái mọi thứ đi theo bất cứ hướng nào đi nữa, bạn hãy tự cho mình lựa chọn phù hợp. Thay vì gọi ép bản thân mình vào những khuôn khổ, những lựa chọn lối mòn cũ. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Dự báo cho bạn trong ngày hôm nay có thể là ngày căng thẳng, khó chịu đối với bạn mệnh khi mà phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới mối quan hệ, có thể ai đó đang làm phiền nhưng bạn chưa tìm được ra cách hợp lý để có thể cắt cái đuôi này đi về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy quan hệ xã giao bị giãn nứt do bất đồng ý kiến tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hãy tạo cho mình một thói quen mới nhân có nhiều thời gian dành cho bản thân, từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ, hãy giữ bản thân luôn bận rộn và đừng để cho sự buồn chán chiếm lấy thời gian. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc nên dành thời gian đọc sách nhiều hơn. Về đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 87, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi nhắc nhở bạn tuổi sửu nên cẩn thận với những lời nói ngọt ngào hoặc có thể là người làm hậu công việc của bạn ngoài ra trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu làm việc gì cũng chớ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt điều đó mới đảm bảo cho bạn được chất lượng công việc ngày hôm nay trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh giúp cho bạn nhanh trí hơn bao giờ hết Tuy nhiên, đừng có quá khéo léo tới mức giả dạ dối mọi thứ nên trong một giới hạn nhất định mà thôi. Đừng có cố gắng đừng đùn đẩy trách nhiệm của mình bằng những lời lẽ khéo léo, chưa chắc điều đó đã tốt, thậm chí còn phản tác dụng với bạn nữa. Ngày này, bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở bản mệnh không chỉ quan tâm chăm sóc bản thân mình mà cần phải lưu tâm hơn tới các vấn đề của những người cao tuổi. Nhiều vấn đề liên quan tới dịch bệnh bạn không thể nào chủ quan được đâu vai tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tận hưởng những gì mà mình đang có vì bạn là người rất may mắn rồi tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy những ngày này đừng quên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa bạn nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý tránh dồn nhiều công việc cùng một lúc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đào hoa vượng mang đến cho bạn có được tin vui về tình cảm tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, tính khí thất thường, dễ nổi nóng, rất dễ làm hỏng việc. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 63, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bà tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội sẽ giúp cho bạn nếu như đang có mâu thuẫn thì sẽ ngay lập tức có được cách phù hợp để hóa giải và hôm nay với bà tuổi dần cũng có xu hướng xem nhẹ mọi việc và dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của những người xung quanh trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn đặc biệt là về vấn đề tiền nong có thể có người giúp đỡ hoặc là tiền tiết kiệm của bạn đã lâu nay đang phát huy tác dụng giúp cho bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn nếu thời gian này rảnh rỗi thì bạn có thể tìm hiểu đọc sách về quản lý về tiền bạc thì tốt hơn và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn đó có thể là với người thân bạn bè hoặc là đồng nghiệp và bạn tuổi dần đừng có tranh luận khi hai người đang tức giận hãy để cho thời gian khi mọi người bình tĩnh hơn thì cuộc trò chuyện nói chuyện sẽ mang tính chất xây dựng hơn về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cuộc sống có nhiều điều khiến cho bạn căng thẳng rối ren tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa thôi nghĩ về điều gì đó quá xa xôi mà chưa thể xuất hiện tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh mộc không nên nóng vội vì bạn dễ có những quyết định sai lầm tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đọc sách mang lại cho bạn nhiều kiến thức mới hay ho từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cần phải kiên trì với mục tiêu hơn tránh bộ dựa dựa chừng và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 89, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mộc thổ xung khắc cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn mệnh trong ngày hôm nay với bạn tuổi mão dù không rõ lý do gì mà bạn không thể đi ngủ sớm được thì cũng không phải cố gắng đi tìm nguyên nhân thời điểm này bạn cần cố gắng đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm là được và hình thành thói quen của bạn càng sớm càng tốt Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành, mạo thìn tương hại, cho thấy hoàn cảnh hiện tại của bạn không tốt, dọa ảnh hưởng từ bên ngoài. Có thể là một người nào đó gây tác động xấu, thay vì tập trung vào đối tượng, bạn nên chú ý hơn vào việc của mình, tránh tiêu tốn thời gian một cách vô ích. Ngày này, bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, chia chở cho bạn, cho nên với bạn sẽ hạn chế được việc tiêu tiền có người thậm chí còn biết cách kiếm tiền được và trong khi những người khác đang sống trong cảnh chật vật khó khăn bạn hãy khéo léo tận dụng năng lực và sự hiểu biết của mình để bảo vệ tiền trước khi nghĩ tới việc kiếm tiền về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dù hoàn cảnh nào cũng giữ vững ý chí kiên trì và tinh thần làm việc chăm chỉ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa hãy tự võ về lòng mình đừng có hy vọng quá nhiều vào điều xa xôi tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ chỉ cần dựa vào khả năng của mình bạn cũng quất đủ xuất sắc rồi tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng có chờ đợi, hãy thực hiện từng bước nhỏ từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cần đề phòng và chớ vội tin vào những đối tượng mới gặp lần đầu kéo lại mất tiền oan. Và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tý Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, thìn thìn tự hình. Và điều này làm cho bạn tuổi thìn đang có phần suy nghĩ nhiều, khiến cho bản thân hay lo lắng thái có. Sự thật là bạn tuổi thìn không hiểu hết bản chất của vấn đề cho nên càng cảm thấy hoang mang. Nếu phân vân về điều gì đó, bạn nên tìm hiểu một cách kỹ càng hơn. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mời. Cái điều này hối thúc bạn tuổi thìn thực hiện những bước tiến mới trong công việc hẳn nhiên ai cũng cần có những niềm tin hy vọng để cuộc sống ý nghĩa hơn tuy nhiên điều đó khác hoàn toàn với việc đặt ra cho mình những mục tiêu xa tầm với thiếu thực tế bạn hãy suy nghĩ mọi việc một cách đơn giản và gần gũi hơn nữa và ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ sự vô tư như hiện tại của bạn đang trở thành ngốc ngách. tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc hãy quý trọng từng đồng tiền mà bạn kiếm được tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chớ nên có những nhận định quá chủ quan về cuộc sống tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tìm cách kéo gần khoảng cách với nửa kia tình cảm khó kìm niến Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần,

và trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỷ xem tử vi cho thấy do ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh chưa hẳn đã là điều không vui như cách mà bạn tuổi tỷ đang nghĩ. Mọi người hôm nay có xu hướng dễ nói ra những điều mà bạn muốn nghe thay vì những điều mà bạn phải nghe. Vì thế với bà tuổi tỷ hãy thận trọng khi tiếp nhận những thông tin, đừng có tin tưởng một cách mù quáng và vội vã. Bạn cần phải có sự kiểm chứng nhất định nữa trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ hãy cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên như nó vốn có thay vì gượng ép mọi thứ theo một khuôn khổ hạn mức nào đó nhiệm vụ của bạn chỉ đơn giản là thư giãn và có những phút giây thực sự dễ chịu mà thôi và vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Thọ Vượng. Cái điều này hậu thuận cho công việc của bạn được thuận lợi hoặc là ai đó mang lại cho bạn mệnh sự hỗ trợ cần thiết trong cái thời điểm khó khăn này. Có người tìm được công việc tạm thời để kiếm tiền trong thời gian khó khăn. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, đủ may mắn để cảm thấy cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, bạn cần phải mạnh mẽ lên. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp hơn. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không vội vàng quyết định bất cứ điều gì vào lúc này. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, có động lực thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 89, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ xem từ vi cho thấy bạn tuổi Ngọ nhân có được cơ hội chính quan xuất hiện, trợ lực nếu như bạn muốn có thêm được sự tự tin vào chính mình thì hãy làm gì đó khiến cho bản thân mình cảm thấy tự hào. Đừng có vì bất cứ lý do gì mà bạn ngã lòng và mất niềm tin vào những việc mà bản thân mình đã nỗ lực để đạt được trong suốt thời gian vừa qua cũng như là hiện tại và tương lai. Trong ngày này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh có thể sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực đó là về sức khỏe hay là về tiền bạc lúc này với bạn đều là rất cần thiết. Bạn tuổi ngọ đã may mắn hơn rất nhiều người, bạn hãy trân trọng những gì mà mạng mình đang có. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay bạn nên kiên cử những việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất, trộ cửa, gắn cửa, các việc làm thủy lợi. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, có người mang lại cho bạn động lực để thực hiện những điều mình mong muốn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, thích làm theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tài chính có khởi sắc nhờ nỗ lực và điều chỉnh đúng hướng. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, bất kỳ khoản tiền nào cũng phải do tự mình kiếm được, đừng có quá phụ thuộc. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, có động lực thực hiện kế hoạch ấp ủ từ lâu. và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 89, số 90, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy bà tuổi mùi đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn. Và nếu ai đó hành sự thiếu cách khiến cho bạn không thoải mái chút nào thì hãy cứ mạnh dạn lên tiếng chia sẻ với họ. Bạn hãy cho thấy rằng bạn có sự chủ động và tự tin và không phải phụ thuộc vào bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào cả. Ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho một dự định kế hoạch nào đó của bạn được hoàn thành nhờ sự hỗ trợ của ai đó. Tuy nhiên, cái việc này không liên quan tới tiền bạc nhưng đã đủ làm cho bạn cảm thấy an tâm và hài lòng nữa rồi. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim niềm tin mang lại ánh sáng cho bạn để vươn lên tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm có nhiều thăng trầm hơn trước đây tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nguồn thu ít hay là nhiều đều quan trọng như nhau tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên giữ vững ý chí kiên trì và tinh thần mạnh mẽ tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc bạn có thể động viên tinh thần cho những người xung quanh về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 34, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi thân đang cảm thấy tự tin hơn trong mối quan hệ hiện tại hoặc có thể là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn. Và đối với những cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu sẽ bắt đầu có được những tín hiệu tốt để hai người phát triển mối quan hệ lên một tầm cao mới. Trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân lại đa gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khơi gợi cảm xúc ganh ghét khó chịu trong con người của bạn. Việc ghen ghét, đố kỵ với ai đó vốn là một điều rất bình thường. Vì thế, với bà tuổi thân cũng không nên làm gì căng thẳng hóa vấn đề lên. Cũng như tất cả mọi người, bạn là một người bình thường, ai cũng hiểu cái điều đó. Và bạn hãy độ lượng với chính bản thân mình trước cái đã. Ngày này, bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh và đây là tín hiệu tốt liên quan tới vấn đề cải thiện sức khỏe của bạn mệnh trong cái thời điểm này. Bạn nhớ là hãy tìm cách để thường xuyên vận động một cách vừa phải duy trì sự dịu dai của cơ thể mình nữa. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đừng có cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa họ, học cách thích nghi với hoàn cảnh để bản thân mình mạnh mẽ hơn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng tiết kiệm hợp lý từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc bạn không hề an toàn như bạn vẫn nghĩ đâu từ vi tuổi nham than thuộc mệnh kim nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn. Và đánh giá của bạn tuổi than trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 78, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. từ vi tuổi dậu thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dậu xem tử vi cho thấy bà tuổi dậu đang gặp được ngày cốt lục hợp quý nhân nâng đỡ giúp cho bạn điều chỉnh các mối quan hệ đang có theo hướng tích cực với những cảm xúc mà bạn dường như trở nên tươi mới, mãnh liệt hơn, giúp cho bạn có những phút giây thực sự là dễ chịu ở bên người mà mình yêu thương ngày này với bà tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kiếp tài chứa mệnh gây ra một số điều khó chịu cho bạn chẳng có lý do nào mà bạn mệnh phải tha thứ cho những người luôn ngạo mạn coi thường những người xung quanh bạn hãy cho họ thấy mọi người đều có một giá trị riêng và họ buộc phải tôn trọng nếu không họ sẽ bị xã hội đào thải Bên cạnh đó, vận trình ngày này với bà tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có kim thổ tương sinh, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho bản mệnh để có thể cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại. Có thể nhờ vào việc chăm sóc bản thân mình đúng cách và nghe theo những hướng dẫn phù hợp từ những người có kinh nghiệm cho nên bạn tuổi giàu có thể tăng được sức đề kháng cho cơ thể mình nữa rồi về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nghỉ ngợi quá nhiều khiến cho hiệu suất công việc của bạn bị giảm sút tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa đừng vội nghĩ nên làm gì tiếp theo hãy đủ tĩnh lặng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đọc sách để đầu tư cho chính bản thân mình là chi phí chi phí rẻ nhất tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim hãy độc lập đừng quá phụ thuộc vào ai đó. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, Từ vi tuổi Tuất, thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất á, xem từ vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có ngũ hành lục xung, nhắc nhở đời sống tình cảm của bạn tuổi Tuất đang trở nên rối rắm trong ngày hôm nay. Cách giải quyết tốt nhất là với bạn tuổi Tuất chẳng làm gì cả, bạn hãy để cho mọi thứ diễn ra như nó vốn có và việc của bạn là sống tốt trong trách nhiệm của chính mình mà thôi trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất lại do chịu ảnh hưởng của thiên án chiếu mệnh cho nên cái tính nghệ sĩ của bạn tuổi tuất trọi dậy buổi sáng dường như bắt đầu khá chi là chậm tuy nhiên vào buổi chiều bạn có thể trông đợi sự bùng nổ của năng lượng và giúp cho bạn có những phút làm việc hiệu quả và ý nghĩa và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh. Ngoài yếu tố về thời tiết thì bản mệnh tuổi Tuất cũng nên tránh việc uống quá nhiều thuốc bổ với tâm lý lo lắng không đúng. Trước tin bạn cần phải bình tĩnh và đảm bảo giảm căng thẳng, mọi việc mới tốt lên được. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa phải trân trọng mỗi một cái ở hiện tại và mỗi một ngày ở bên người thân. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, bạn trở nên nghiêm khắc quá với bản thân rồi. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tránh việc tức giận vô cớ vì căng thẳng cuộc sống. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, thể chất khỏe mạnh là cơ sở tốt cho cuộc sống của bạn. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, luôn đề phòng cho những khi rơi vào tình huống khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 37, số 40, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh mang tới niềm tin cho bà tuổi hợi trong cái hoàn cảnh khó khăn và đây là lúc mà bà tuổi hợi cần phải cố gắng để nắm bắt lấy những nguồn năng lượng xung quanh mình chúng sẽ giúp cho bạn và là chỗ dựa là động lực cho bạn có những bước tiến dài hơi hơn trong một ngày dài không chỉ nội lực mà kể cả ngoại lực cũng có rất nhiều giá trị bà tuổi hợi đừng quên điều đó và với bạn tuổi hợi, trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngủ hành xung khác. Cái điều này không tốt cho phương diện sức khỏe của bạn mệnh trong cái thời điểm hiện tại khi bạn đang có dấu hiệu chán ăn và bạn không cần phải ăn có thêm nhiều cơm. Thay vào đó, bạn có thể phong phú thêm đồ ăn của mình bằng cách bổ sung các loại hoa quả mà bạn yêu thích. Xem tử vi ngày thứ hai này cho thấy thiêu hải thượng lạn ông, ngày này là ngày 15 âm lịch, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bà tuổi hợi, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, ai đó mang lại cho bạn bài học quý giá. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, không nên vội vàng đưa ra quyết định trong các dự án về đầu tư. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, mối quan hệ xã giao có nhiều mâu thuẫn, xa cách. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nên tìm cách dung hòa nếu quan điểm sống có sự khác biệt. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, đọc sách sẽ mở ra cho bạn những chân trời mới và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 30 số 78 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký Kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày Xin chào và hẹn gặp lại.